Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày mùng 1 tháng 11 năm 2023, tình hình Tết đang cận kề, người chăn nuôi tập trung chăn nuôi tái đàn, tăng đàn phục vụ thị trường Tết, kỳ vọng vào đợt tiêu thụ mạnh cuối năm sẽ kéo theo giá heo bật tăng mạnh. Giá heo hơi miền Bắc. Theo ghi nhận, hiện nay tại miền Bắc được các ông lớn bán ra với mức 55.000 đồng chuột kg, mức 56.000 đồng chuột kg gần như còn rất ít. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình từ 53.000 đến 55.000 đồng chuột kg. Giá heo tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang phổ biến từ 52.000 đến 54.000 đồng chuột kg. Tại các tỉnh miền núi Tây Bắc không biến động, mức giao dịch từ 52.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Sơn La, Lai Châu, Điện Biên trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng chuột kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai từ 50.000 đến 53.000 đồng chuột kg. Quảng Ninh khoảng 53.000 đến 55.000 đồng trượt kg. Theo các đầu mối chăn nuôi đều dự báo giá heo sẽ sớm tăng trở lại do nguồn cung có thể giảm mạnh trong vài ngày tới. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên Giá heo hơi tại khu vực miền Trung mức 50.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Trong đó, giá heo tại Bắc Trung Bộ khá tương đồng với các tỉnh thành miền Bắc. Thanh Hóa, Nghệ An, giá heo giao động trong khoảng 50.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Hà Tĩnh từ 51.000 đến 53.000 đồng trên kg. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 51.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Nam Trung Bộ, giá heo hơi giữ ở mức 50.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Trong đó Quảng Nam, Đà Nẵng từ 51.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 49.000 đến 53.000 đồng vượt kg. Bình Định ở mức 50.000 đến 52.000 đồng trên kg. Bình Thuận từ 52.000 đến 54.000 đồng chốt kg. Giá heo hơi tại Tây Nguyên quanh mức 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Đắk Lắc, Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông từ 49.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng từ 50.000 đến 53.000 đồng chốt kg. Giá heo hơi miền Nam. Giá heo hơi miền Nam ghi nhận mức 51.000 đến 56.000 đồng 1 kg. Trong đó, khu vực Đông Nam Bộ, giá heo hơi tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước quanh mức 53.000 đến 56.000 đồng ruột kg. Giá heo hơi tại các tỉnh Tây Nam Bộ cũng lên mức 52.000 đến 56.000 đồng 1 kg. Trong đó Long An và Tiền Giang 52.000 đến 56.000 đồng 1 kg, mức 56.000 đồng 1 kg xuất hiện ở các khu vực giáp với thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu từ 51.000 đến 54.000 đồng ruột kg. Cân thơ, đồng tháp, an giang từ 52.000 đến 55.000 đồng một kg. Người chăn nuôi tập trung tái đàn, tăng đàn phục vụ thị trường Tết. Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố về tình hình kinh tế xã hội 10 tháng năm 2023, tính đến cuối tháng 10 năm 2023, tổng số lượng gia súc, gia cầm đều có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng 10 năm 2023 phát triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Hiện tại đang là thời điểm người chăn nuôi tập trung tái đàn, tăng đàn, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm để cung ứng nguồn thịt ra thị trường những tháng cuối năm và các kỳ lễ Tết sắp tới. Mặc dù số lượng chăn nuôi heo vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng tình hình chăn nuôi heo đang gặp khó khăn do giá thị heo hơi thấp trong khi chi phí đầu vào cao, dịch tả heo châu Phi quay trở lại ở một số địa phương. Để ổn định thị trường sản xuất và tiêu thụ thịt trong nước, Tổng cục thống kê cho rằng cần thực hiện quyết liệt đồng thời nhiều biện pháp, chính sách chống đầu cơ, thao túng giá đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và người tiêu dùng. Thị trường kỳ vọng giá heo hơi từ nay đến Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán có thể phục hồi lên mức 60.000 đồng một kg. Mức giá này mới đủ để phục hồi sản xuất và hài hòa với cả người chăn nuôi. Tuy nhiên, không thể kỳ vọng giá heo hơi sẽ tăng đột biến như những năm trước vì còn phụ thuộc vào tốc độ phục hồi kinh tế. Ngoài ra, mới đây chính phủ đã có chính sách hỗ trợ đối với heo bị tiêu hủy do nhiễm dịch tả châu Phi sẽ giúp cải thiện phần nào tâm lý của người chăn nuôi giảm bớt tình trạng bán heo sớm để chạy dịch. Điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực nguồn cung lên giá trong thời gian tới. Đợt giảm giá vào cuối tuần trước được cho là nguồn cung heo ra thị trường tăng mạnh do lo ngại bệnh dịch ở thời điểm chuyển mùa đã khiến các hộ chăn nuôi đẩy mạnh bán ra. Thêm vào đó, nguồn heo từ các tỉnh thành miền Trung, miền Nam ra thị trường cũng lớn. Tuy nhiên, tình hình hiện thay đổi khi cả hai nguồn cung này đều giảm sút Hiện giá heo miền Nam có nơi thậm chí còn cao hơn miền Bắc khiến các đầu mối không còn mặn mà thu mua heo đưa ra Bắc nên giá heo miền Bắc có thể phục hồi do nguồn cung giảm. Giá heo hơi liên tục giảm kể từ khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022 hồi tháng 7 ở mức 62.000 đồng trên kg. Ngoài lý do nhu cầu yếu, nguồn cung từ heo nhập khẩu, theo cả chính ngạch và nhập lậu, càng tạo áp lực lên giá heo hơi. Nguồn cung từ các trang trại trong nước vẫn nhiều, tình trạng nhập heo lậu từ Thái Lan vẫn còn diễn ra trung bình mỗi ngày khoảng vài ba nghìn heo nhập lậu tuồn vào Việt Nam. Trong khi sức mua vẫn yếu, chưa thể tăng theo kịp do người dân tiết kiệm chi tiêu, ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội chăn nuôi, Nguyên Cục trưởng Cục chăn nuôi cho biết. Ông nói thêm giá heo hơi nhập lậu từ Thái Lan rẻ hơn nhiều so với giá trong nước chỉ khoảng 40.000 đến 45.000 đồng chuột kg. Theo ông Công, có những loại thịt heo nhập khẩu chính ngạch về bán trong nước thậm chí còn rẻ hơn giá heo hơi. Điều này cũng tác động tiêu cực đến giá heo hơi trong nước. Một yếu tố khác khiến sức ép từ nguồn cung lên giá càng lớn là dịch tả heo châu Phi. Báo cáo mới đây của cục xuất nhập khẩu, Bộ Công thương cho biết trong tháng 9, dịch tả heo châu Phi xuất hiện ở một số vùng khiến người dân bán lượng lớn heo ra ngoài thị trường. Điều này đồng thời tạo mức chênh lệch lớn về giá bán tại một số vùng. Sau chuỗi ngày sụt giảm kéo dài, thị trường heo hơi đã có tín hiệu đảo chiều từ cuối tuần trước, người chăn nuôi hy vọng xu hướng này sẽ kéo dài và ổn định từ nay đến cuối năm. Dự báo giá heo hơi trong thời gian tới ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Dịch vụ Nông nghiệp Việt Nam nhận định, nếu không có gì đột xuất thì giá heo hơi sẽ lên mức 60.000 đồng 1 kg, bởi thời điểm Tết Nguyên đán, nhu cầu thịt heo tăng từ 10 đến 15%, kéo giá heo hơi tăng. Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết, thị trường heo năm 2023 khá khó khăn do suy thoái kinh tế. Hiện nay sắp vào mùa cao điểm tiêu thụ cuối năm nên có thể sang tháng 11 thị trường bắt đầu hồi phục. Giá có thể tăng nhẹ và ở mức đảm bảo người chăn nuôi có lãi. Giá heo hơi phục hồi nhanh do nguồn cung thiếu hụt cục bộ ở một số nơi do dịch bệnh hoành hành. Người chăn nuôi hy vọng xu hướng này sẽ kéo dài và ổn định từ nay đến cuối năm, khi tình hình tiêu thụ tại các chợ đã có dấu hiệu nhộn nhịp hơn. Thời điểm này người dân đang đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn để chuẩn bị nguồn cung thịt cho thị trường cuối năm, trong khi tình hình thời tiết lại mưa, nắng thất thường nên nguy cơ bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện, bùng phát và lây lan trên diện rộng, ảnh hưởng đến tình hình chăn nuôi của người dân là rất lớn để đảm bảo an toàn cho đàn heo phát triển khỏe mạnh, tăng cường công tác vệ sinh chuồng trại, tích cực tiêm phòng đang là biện pháp được cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh khuyến cáo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện để hạn chế mầm bệnh lây nhiễm vào đàn gia súc. Cụ thể, khi chưa phát hiện bệnh cần tập trung kiểm soát nguồn dịch từ bên ngoài xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật xuất nhập tỉnh, kiểm soát chặt chẽ các điểm giết mổ, các điểm thu mua, tiêu thụ sản phẩm từ heo đảm bảo rõ nguồn gốc, không giết mổ, tiêu thụ heo bệnh đồng thời đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền để mỗi người dân đều hiểu được sự nguy hiểm, cách nhận biết và chủ động thực hiện biện pháp phòng tránh bệnh. Hiện nay là thời điểm các hộ nông dân tái đàn, chăm sóc đàn heo để cung cấp cho thị trường cuối năm. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp, bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn xảy ra ở các địa phương để bảo đảm nguồn cung thịt heo trong mọi tình huống. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương và các địa phương tăng cường theo sát diễn biến cung cầu mặt hàng thịt heo nhằm tránh xảy ra đột biến cục bộ về giá, theo dõi chất lượng và giá thức ăn chăn nuôi để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Các hộ dân, trang trại cần tập trung chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng, chống dịch bệnh, xử lý chuồng trại khi vào vụ nuôi mới. Để ổn định chăn nuôi heo trong nước, nhất là từ nay đến cuối năm, các địa phương cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, trong đó có mặt hàng heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo đặc biệt là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Cùng với đó, lực lượng chức năng tiến hành giả soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển nhập lậu sản phẩm động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật. Với giá heo hơi hiện tại, nếu không bị dịch bệnh thì người nuôi heo sẽ có lãi. Tuy nhiên, thời điểm này, dịch tả heo châu Phi xảy ra nhiều nơi nên người nuôi heo đang lo lắng. Trước đây, nhiều chuyên gia dự báo đà giảm giá heo hơi có thể kéo dài đến hết tháng 10 và bắt đầu phục hồi từ đầu tháng 11. Như vậy, giá heo hơi đã phục hồi sớm hơn khoảng một tuần so với dự báo. Giá heo hơi phục hồi nhanh do nguồn cung thiếu hụt cục bộ ở một số nơi do dịch bệnh hoành hành. Thị trường miền Nam, nguồn cung dồi dào đang được thương lái chuyển ra tăng cường cho các tỉnh phía Bắc. Trái ngược với Việt Nam, thị trường heo hơi Trung Quốc đã được điều chỉnh giảm liên tiếp trong những ngày qua, đưa mức giá xuống thấp hơn Việt Nam gần 1.000 đồng cho kg đạt 50.900 đồng một kg. Ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi heo nói riêng đóng vai trò là trụ cột quan trọng trong việc thực hiện tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp Việt Nam. Năm 2019, khi dịch tả heo châu Phi xảy ra, theo thống kê chưa đầy đủ cả nước thiệt hại khoảng 6 triệu con heo. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc chăn nuôi C, P Việt Nam cho biết thời gian qua giá cả sản phẩm chăn nuôi lên xuống thất thường kèm theo dịch bệnh hoành hành, hàng lậu tràn vào thị trường khiến doanh nghiệp, người nuôi thua lỗ nặng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cũng nêu mấy năm nay chăn nuôi thua lỗ nghiêm trọng, doanh nghiệp không chịu nổi dẫn đến phá sản. Chăn nuôi ăn hết sổ đỏ của doanh nghiệp, nông dân. Sản lượng thị heo của Việt Nam ước tăng 5% trong năm 2024. Giá heo hơi cũng sẽ phải lên khoảng 60.000 đồng trên kg thì mới hài hòa được các khâu, trừ trường hợp giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục giảm xuống nữa. Hiện nay đang là thời điểm nhập heo chăn nuôi phục vụ dịp cuối năm và Tết nguyên đán. Do giá thấp nên bà con rất e dè nhập heo tái đàn. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh đang đe dọa nghiêm trọng nên bà con cũng không chăn nuôi, ông Nguyễn Kim đoán đều thực trạng. Theo các chủ trang trại, sau khi trừ chi phí, người chăn nuôi bắt đầu có lãi. Tuy nhiên hiện nay, nhiều hộ chăn nuôi vẫn e dè tái đàn chuẩn bị cho thị trường cuối năm, nguyên do tình hình thời tiết bất lợi trong giai đoạn chuyển mùa và dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Theo thông lệ, để phục vụ nhu cầu thịt heo dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, thông thường đến tháng 9 Tháng 10 hàng năm thì doanh nghiệp, người chăn nuôi mới tái đàn để đảm bảo thời gian xuất chuồng. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Việt Nam, cho rằng giá heo hơi xuống thấp trên cả nước có tác động lớn từ thịt heo nhập khẩu chính ngạch lẫn nhập lậu qua các tỉnh biên giới phía Nam. Sau cao điểm dịch tả heo châu Phi, nghề chăn nuôi heo trong nước dần phục hồi nhưng sản lượng thịt nhập khẩu chính ngạch không giảm mà vẫn tiếp tục gia tăng, là áp lực rất lớn cho giá thịt heo trong nước. Theo ông Dương, dù tỷ lệ tái đàn của các trại chăn nuôi nông hộ không cao cũng khó có khả năng thiếu thịt heo trong dịp Tết. Bởi cơ cấu chăn nuôi hiện nay, nông hộ chỉ chiếm 20 đến 30% tổng đàn cả nước, phần còn lại nằm ở các doanh nghiệp chăn nuôi. Các doanh nghiệp thì không thể ngừng chăn nuôi. Họ nuôi quy mô đàn lớn, quản lý dịch bệnh tốt hơn, phải tính toán đường dài nên sẽ có khả năng bù đắp cho phần thiếu hụt từ chăn nuôi nông hộ, ông Dương nói. Vấn đề của thịt nhập khẩu là phải kiểm soát chặt để các lô hàng đảm bảo chất lượng và yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm. Khi chúng ta đang tham gia vào rất nhiều hiệp định thương mại tự do thì phải tuân thủ luật chơi chung. Nếu không phát hiện vi phạm thì chúng ta không thể dựng các hàng rào kỹ thuật để kiểm soát, hạn chế nhập khẩu được, ông Thắng nói. Theo đại diện hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, giá thành chăn nuôi lợn được cấu thành bởi 4 yếu tố gồm: giá cám, năng suất sinh sản, năng suất nuôi và chất thải. Nếu không xét trường hợp ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi, giá thành chăn nuôi lợn hơi ở mức 55.000 đến 57.000 đồng/kg. So sánh với giá bán hiện nay Người nuôi lợn chịu lỗ khoảng 400.000 đến 500.000 đồng. Phải hết tháng 10 giá lợn hơi mới có thể phục hồi, nhưng khả năng cao cuối năm nay nguồn cung mặt hàng này sẽ thiếu hụt. Bởi, không chỉ dân mà các trang trại lớn và doanh nghiệp chăn nuôi cũng đang bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi. Cung tăng, nhu cầu tiêu thụ thịt heo ở mức thấp gây áp lực lên giá. Mặt khác, dịch tả heo châu Phi vẫn đang diễn ra ở một số địa phương, tâm lý bán chạy đàn tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn diễn ra tạo áp lực kéo giá heo hơi giảm. Tình trạng nhập heo lậu từ Thái Lan vẫn còn diễn ra cũng là yếu tố gây áp lực lên giá heo trong nước. Dự báo, tình hình tiêu thụ heo những tháng cuối năm có thể sẽ cải thiện hơn khi bước vào mùa lễ hội. Dù vậy, theo chuyên gia trong ngành chăn nuôi, để giá heo hơi cải thiện trong giai đoạn cuối năm, việc trước mắt là kiểm soát heo nhập lậu. Về dài hạn, để giải quyết câu chuyện giá cả bấp bênh, ngành chăn nuôi cần hướng đến đẩy mạnh xuất khẩu. Nhận định về giá heo hơi trong thời gian tới, các chuyên gia trong ngành nông nghiệp cho biết dịch tả heo châu phi hoành hành trên diện rộng do đó giá heo hơi cần có thời gian dài để phục hồi lại theo quy luật nhiều năm giá heo hơi khi đã giảm sâu phải chờ một thời gian dài để phục hồi trở lại trong khi đó nuôi heo cuối năm thời tiết chuyển mùa dịch bệnh rất nhiều dễ bùng phát chi phí thuốc thú y phòng bệnh đều tăng cao giá heo hơi thấp nuôi lãi không đáng kể nên các trang trại có bao nhiêu giống thì nuôi bấy nhiêu thôi chứ không ồ ạt mua thêm để tăng đàn như mọi năm nữa ông vĩ nói Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai Nguyễn Trí Công nhận xét, thị trường thịt heo Việt Nam hiện nay xuất hiện tình trạng giá heo hơi giảm là do người tiêu dùng quyết định. Đại diện một số doanh nghiệp trong ngành cho biết, trong bối cảnh sức mua yếu do cú sốc liên quan đến thu nhập của người tiêu dùng, các sản phẩm mới cần giảm giá thành thông qua hạ thấp giá vốn hàng bán. Để làm được điều đó, các tính năng, công dụng của sản phẩm cần đề cao tính chuyên biệt. Tuy nhiên, đây là giai đoạn tăng trưởng lớn cho các mặt hàng nội địa với giá thành thấp hơn hàng hóa nhập khẩu. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 1 tháng 11 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.